coi em đi anh, coi em đi, em bị người dân hại này anh ạ. Vậy đó mà chửi chửi em quá trời, chửi bác sĩ luôn. Em nói bây giờ ta đánh là anh quay cái gì? Anh là người thức pháp ấy, quay cái gì? Em đang bị người ta đánh đây này, anh quay cái gì? Máu me bê bết đây này, anh quay cái gì? Anh cứ quay đi, anh nói cho anh rõ ràng quan điểm luôn, anh quay cái gì? Rồi giờ anh nằm im cho người ta làm anh chưa? Cho người ta sơ cứu cho anh chưa? Ừ, anh quay cái gì anh cảnh sát?
Ủa? Em đang là người bị hại đây à? Gì anh người anh bị... quay cái gì? Anh người bị hại tôi biết à. Nhưng mà tôi đưa anh vô bệnh viện. Anh quay tôi cái gì? Anh tôi quay tôi đang là ý đồ anh của anh là gì? Ý đồ tôi không phải gì hết trơn á. Anh quay cái gì? Tôi đưa anh vô anh quay cái gì? Tôi đưa anh vô bệnh viện để cấp cứu thôi. Quay là quay đám thắt mấy thằng kia kìa. Anh quay tôi làm cái gì? Tôi là người bị hại đây này. Anh quay tôi cái gì? Anh quay tôi cái gì? Anh cầm máy quay làm cái gì? Gà đấy. Này gà đấy. Bây giờ nè tôi bật lưng ra mà thịt. Bây giờ em có ý gì thì chút xíu nữa em với đây tao hỏi đây nè. Gọi hồi chậm cái này thôi. Uống yên tâm. Rồi bây giờ anh không chết được, chú không phải lo. Anh không chết. Cảm ơn chú. Anh không chết nhưng mà giờ anh nằm xuống cho bác sĩ ta lại băng bó cho anh. Nằm xuống đi cái chuyện của anh à. Đây là chuyện của anh à. Đây là chuyện của anh à. Anh làm sao? Anh làm sao? Tôi chỉ đưa anh vô cấp cứu thôi, nhiệm vụ tôi như thôi. Rồi anh làm gì anh làm đi. Nghe anh. Thôi thôi bà Loan, bây giờ đội sẽ đi về hậu quán tiếp tục để làm việc. Để cho ấy. Còn hai anh này thì sẽ giao lại cho bác sĩ để mai lại vết thương. Thôi đội cũng tạm biệt bà con. Cảm ơn bà con đã xem livestream.